chào quý vị khán giả của Lưu Quang Han nhá. Hôm nay thì không khí lạnh tiếp tục về tăng cường miền Bắc và trời thì mưa 3-4 hôm nay rồi. Hôm nay thì anh em mình vẫn đi chợ sớm để xem là ngày mưa thì mọi người có họp chợ không và có mua bán cái đồ gì thú vị thì xem. Đây, các bà giờ mới đi chợ đây này. Mưa các bà lại đi muộn rồi. Hết đồ rồi. Hết đồ bán rồi. Ở phía ngoài cổng chợ đây các bạn ơi, mặc dù là trời mưa to nhưng mà mọi người vẫn đội ô đi chợ khá là đông các bạn. Ôi, trời mưa to nên là mình chỉ quay được bằng điện thoại nên là chất lượng âm thanh nó sẽ không được tốt lắm các bạn. Các bạn cũng thông cảm nhé. Hôm nay thì không biết ở trong này có cái chương trình gì nữa, mình thấy có đoàn xe của bộ lên nữa. Đường thì chật hẹp mưa này. Chắc là anh em mình sẽ vào cái khu ăn sáng để tránh mưa đó, xem lát nó có ngớt không. Ngoài này chủ yếu các bà đi bán mấy cái đồ để thêu tay đây, thêu tay quần áo, váy áo. Sắp Tết rồi nên chắc là mọi người vẫn phải cố đi để bán hàng và trao đổi những cái thứ cần thiết. Ui giời. Hôm nay gọi là đi lội chợ các bạn ạ, không phải đi hội chợ nhá mà đi lội chợ. Mọi khi là con đường này phải nói là kín mít người đứng luôn các bạn ạ, nhưng mà hôm nay thì chỉ có người, đa số là chỉ có người bán hàng thôi. Đưa đây cho xe qua thôi. Các xe hàng của các thương lái ở dưới mang lên này. Cô nào cũng xách một cái túi nhỏ nhỏ đựng mấy cái đồ thêu. Đây, mấy cửa hàng bán đồ chơi con quay ngày Tết đây. Sáo tiêu các thứ đây. À đây chú, đây lần trước thì có nhờ chú thổi cho một đoạn hay sao này. Bán được dưới gì chứ chú? Mưa này khó nhờ. Mưa quá chả người đi chợ mấy. Ôi, em bé này sao cũng đi chợ này. Ướt hết rồi. Chú này bây giờ mới bày đồ ở chợ này. Ngựa, à quên, bò. Thế nó chạy giống ngựa quá. Không biết anh bán đồ gì mà mưa này vẫn bày ra này. Định bán đồ gì đấy anh? À bán da trâu à? Mưa này bỏ ra nó chả ẩm hết à? À. Đợi lát nữa anh ấy bày ra. Có lẽ mình sẽ quay lại xem nào. Đi vào trong nó tranh thủ. Bây giờ cũng 8 giờ sáng rồi các bạn ạ. Ôi, ra đây xem. Hôm nay chắc là cái bọn mấy con lợn là ở đây rất là khổ đây. Lợn với chó. Tức là mọi người rất là quyết tâm đi chợ các bạn ạ. Thế các bạn biết tôi là có mấy con không? Đôi 4, 6, 8, 9 con lợn. Rất là vất vả luôn các bạn. Lợn đậy lá chuối này. Hai con đậy lá chuối. Mưa gió này nhìn mọi người cũng khổ quá, mình chả muốn hỏi chuyện các bạn. Thấy mọi người vất vả cả. Hỏi thì mong là có người đến hỏi giá lợn để bán thôi các bạn ạ. Thế còn nếu mình bây giờ mà vào hỏi chuyện trêu cái thời điểm này là nó không hợp lý tí nào. Ngoài trời thì bây giờ khoảng chừng 12-13 độ. Cái đường này.
tiền Trung Quốc à? Mình đi đổi à? À, tức là đổi cho mọi người đi sang Trung Quốc à? Hay là lên cửa khẩu? À, nhưng mà đường ở đây có chỗ nào gần sang đây gần không? Phải về cửa, em đi cửa khẩu nào? À, họ mở cho mình sang ấy được à? À, phải làm sổ à? Nhưng mà chợ đấy là hôm nào đi sang được? À, ở đấy một tối à? Là mình bán hàng vào sáng thứ bảy à? À, gọi là cửa khẩu Mốc Lăm à? Từ đây lên đây bao nhiêu cây em? Nhưng mà đi mất bao lâu? Mất 3 tiếng cơ à? À, em cảm ơn nhé. Đây là có một cái cửa khẩu Mốc Lăm ở trên Simacai này để sang Trung Quốc bán hàng được các bạn ạ. À, cái là của Hà Giang à? Qua Xí Mần đấy à? À. Đó. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đi qua đó ghi hình cho các bạn xem này. Đây các cây thuốc của bà đang chuẩn bị bỏ ra này. Toàn cây tươi thôi. Cây thuốc tươi. Ôi. Mưa này mà cũng cho em bé đi chợ cơ à? Em bé phải mua quần áo mới cho em bé à? Sao đợi em nào nó nắng đẹp lên nào? Đi này vất vả quá nhá. Nhà mình có xa không? À, gần đây nên mới ra hả? Chứ nếu mà xa thì đúng là đi chợ trời này thì còn hơn là đi ra ruộng các bạn ạ. Đó. Quần áo thì rất là nhiều các bạn nhá. Quần áo thì mênh mông luôn nhưng mà khách đến thì rất là ít. Nhìn cả cái khu này có thấy có em bé này là may mắn là được mua được áo đẹp thôi. Rồi cho chú đi qua tí nào. Khu trong này thì mọi người cũng căng được cái ít bạt lên nên là cũng đỡ hơn. Đây các cô bây giờ mới xếp đồ ra bán hàng đấy. Nay thì đường vào với trơn nó khó đi nữa các bạn, nhiều xe còn bị patile không vào được cơ. Idol nào này. Trời mưa lên chợ cũng sẽ họp muộn hơn. Giờ các cô mới chắc là vừa đến chợ mới đầu bày hàng ra. Bày hàng bày thuốc đây. Đó. Cô giờ mới bày hàng ấy. Đây. Các loại thuốc gia truyền ở trên này. Cổ truyền từ xa xưa. Làm bi thuốc lào cho nó ấm rồi. Xong tí ra kia làm mấy chén rượu nữa. Là quên chợ trời mưa luôn các bạn ạ. Đấy. Ngớt ngớt là mọi người bán hàng là vui hẳn lên đấy. Như trúng xổ số ấy. Không em bỏ ngớt cơ mới trúng. Mưa này thì mới là lộc thôi. Ở bên khu ăn sáng thì nó đỡ ảm đạm hơn các bạn ạ. Bởi vì khu đấy thì hoàn toàn là có mái che và nó ấm cúng. Đặc biệt là những món ăn rất là ngon. Nên là nếu mà có mưa đến mấy thì mọi người sẽ tập trung vào chỗ ăn sáng để chờ mưa. Hôm nay thì chợ trâu thì có đúng hai con trâu một con bò các bạn ạ. Chắc là ngày hôm qua ở chợ trâu Cốc Ly ấy, trời mưa chắc là mọi người cũng không đến được nên là họ rút kinh nghiệm nên là hôm nay mọi người không mang trâu ra bán nữa.
Chim hôm nay thì còn có cái lồng to của anh này đây. Mưa quá mọi người không đến. Họa mi hót trong mưa. Đúng, họa mi hót trong mưa đấy. Chim thì chắc anh ấy vừa mang đến nên nó chưa ổn định được cái tinh thần, nên là nó chưa hót các bạn ạ. Lát nữa nó sẽ hót. Đi đường sườn xấu hay xe nó sóc nữa nó sợ chứ. Dễ tam thất đây. Đây hôm nọ có người hỏi dễ tam thất đây. Củ tam thất tươi này. Rồi ấu tàu. Đây những củ tam thất tươi các bạn này. Dễ tam thất tươi này. Đấy, củ tam thất khô. Các loại dược liệu ở trên này rất là phong phú và đa dạng luôn. Các bạn nào có mua thì alo cho mình. Đây bà này bây giờ bắt đầu mới mang thuốc đến chợ rồi các bạn này. Bà có hai cái bao bắt đầu mới dỡ đồ ra. Lát nữa mình ra mình xem cho bà có những cái gì nào. Bên này các cô bán rượu hôm nay mưa quá nên cái số lượng người đi bán rượu cũng chỉ bằng khoảng 1/3 so với mọi khi thôi các bạn ạ. Gạo bên này gần Tết nên là chắc là đây là những cái quán gọi là mới mở tăng cường thêm các bạn ạ. Cái bếp mới đắp tạm tạm thôi. Đắp tạm tạm chát bằng bùn này. Đó. Quán mới mở anh. Sao em thấy bếp mới thế? Những em bé rất là nhỏ thôi nhưng mà đã phải theo ông bà bố mẹ đi chợ. Chắc là ở nhà không có người trông nữa các bạn nên là thôi thì đi thì mang đi. Đấy, đây, em bên này này. Em bé chắc là chỉ vài tháng tuổi thôi. Khổ thật đấy. Nhắc đến em bé cái là các em bé hội tụ luôn. Này một em nữa. Đây em biết là cái này để làm gì ba? Cái hạt cây nhưng mà không biết là trong cùng cái hộp của những cái đục này. Cái này biết hỏi ai được. Không biết là hạt này để làm gì. Cái này là để mang đi buộc bằng những cái túi cho trẻ con đeo ấy. À, đây buộc cho trẻ con đeo. Không biết để trang trí hay để làm bùa gì đấy. Đây, bên này là cái bánh khoai rừng của người Mông này. Đấy, mọi người bắt đầu mang chuối, mang các thứ ra chợ này. Mình sẽ mua một cân ớt để ớt bột này gửi cho khách. Bạn nào có mua ớt bột thì alo cho mình nhé. Đó, cái này mình lếm thử rồi, rất là cay. Lếm thử đàng hoàng. Mấy bát rồi bà? Mấy ba bát rồi? Trôn chỉ mấy kia này nhé. Bảo cân cả cái túi cơ lên nó khi thì hơn cân thôi. Cân luôn cả túi đấy đi. Cân cả túi lấy luôn thì. Anh muốn lấy hỏa là bà. Cả lại đổ vào. Bà cân cả cái túi lên 1,4 cân bạn thôi lấy tất cho bà. Không chia ra nữa. Đấy bán thế không phải nhanh không? Bà đóng bát đến đi. Bao giờ? Bây giờ nha, mình qua khu ăn sáng nhé, quay một chút cái không khí ở khu ăn sáng và anh em mình cũng sẽ vào ăn bát phở cho nó ấm người đây. Lạnh quá rồi. Rồi, các cái chân giò vớt ra rồi các bạn này, ngon chưa? Chân giò hầm bóc xương. Thơm nhức mũi luôn các bạn ạ.
Chết rồi, bỏ quay, cố quay hết chợ thì mới ra sáng mà đi qua đây là thèm quá các bạn ạ. Không cưỡng lại được rồi. Một mình ăn hai bát này cơ à? Thế này trưa có ăn nữa không cô? Trưa về có ăn nữa không? Một bát cơm to, một bát phở to. Đó. Hình như ai cũng ăn thế các bạn ạ. Đây cô bên đây, cô bên đây nhá, các cô đều ăn như thế thôi các bạn ạ. Quen như vậy rồi. Cố gắng đi quay không khí mọi người ăn sáng trước đã, xong rồi mới vào ăn nhá các bạn nhá. Thấy mọi người ăn thấy ngon quá, thích quá các bạn. Đây, lại tìm đến bà béo này rồi. Ui bà béo có cái gì ngon thế? Dạ dày, gà đen. Đấy. Bà béo thì chắc là mới vớt ra thôi, nguyên mâm rồi. Hình như là chưa mở hàng các bạn. Chưa mở hàng gà. Thế cho cháu hai bát phở gà đi. Hai bát phở gà. Vâng. Quả tim này rất là sắc nét luôn, đầy đủ hết các bộ phận này. Lưỡi lợn này to như là cổ tay. Ok các bạn ơi, mình đã được vào được cái chỗ phải nói là ấm nhất chợ phiên rồi. Ui, cho các bạn xem này. Ngon chưa? Tim cật này, đấy, luộc nóng hổi luôn. Gà đen, thịt lợn rất là ngon. Đấy, nhà mình đây. Nóng quá. Đây nhà mình làm bát phở đùi gà thôi. Ăn này là được vừa tầm các bạn ạ. Đấy. Phở đùi gà các bạn này. Bát phở này thì sẽ rơi vào tầm khoảng là 70.000 các bạn ạ. Mỗi khi nhà mình ăn nhà bà béo này vẫn 70.000. Hôm nay không biết là bà có giảm giá trời mưa không? Đó, ngon chưa? Xin mời các bạn nhá. Đây mình ăn sáng xong rồi các bạn ạ. Chợ bây giờ đông hơn một chút. Có lẽ là trời nó đỡ mưa hơn nên là mọi người lại ra mới đến chợ các bạn. Ở đây có món cầy tơ này các bạn này. Hôm nay hình như là vẫn đầu tháng rồi các bạn. Mình cũng không biết là có món này, trước đa số là qua đây toàn ăn gà nhiều đâu. Lần sau có lẽ là sẽ vào đây làm bát bún chó. Sở trường của mình luôn. Mà không biết có quán bún chó ở đây. MC đi làm xa hay là đang đi học đấy? Em đi làm xa. Đi làm xa à? Là gần Tết là mới về giúp mẹ đấy hả? Em làm ở đâu? Em làm Hà Nội. À, cô cẩn thận ướt hết áo đẹp bây giờ. Đó, các cô gái tức là nhìn thì trông rất là phố, rất là trẻ trung năng động các bạn ạ. Nhưng mà khi về đến nhà rồi ấy thì là cũng là gọi là tay lem tay chạo, bố mẹ làm việc gì là làm thoăn thoắt cái việc đấy luôn các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Đây là diễn viên điện tử điện lạnh ấy. Diễn viên của anh à? Ừ. Đây. Em ơi, em hợp đồng với anh An mấy tháng rồi? À mấy năm, mấy tháng? Ừ. Quen lâu mới quen. Ủa thế à? Tưởng là không phải đâu, bạn nói đùa đấy, phải mấy quen nhau lâu lắm rồi. Em tưởng nếu mà có hợp đồng thì em đợi hết hợp đồng thì em ký hợp đồng với anh nhá. Giới thiệu với các bạn là anh mình với cả anh chợ phiên Tây Bắc đang tranh nhau với cô bán phở này, tranh nhau để làm diễn viên thôi các bạn ạ, chứ không phải tranh nhau để yêu đâu nhá. Dù bạn Than và chợ phiên Tây Bắc em chọn ai?
Chọn với ai? Em nhìn chợ Yubatan đi cùng với một người chưa? Cầm ô rất là to chưa? Anh nhìn một mình, anh nhìn một đơn phương một mình thôi. Nên là còn còn sắn đến đầu gối anh ạ. Sẵn sàng lắm, sẵn sàng lắm. Không, bây giờ ở trong hai người như thế này thì em chọn ai? Em nói đi. Em chỉ cần nói thôi chứ em không cần phải làm gì cả. Anh hỏi nhiều quá nên là thôi. Thấy chưa? Này, anh bảo nếu mà chọn yêu thì yêu anh này, chọn công việc thì đi với anh. Anh chỉ chọn công tuyển công việc thôi, hợp đồng công việc thôi. Còn em có hợp đồng công việc mà. À, công việc mà. À, thì đấy, nhưng mà em thì có người yêu rồi. À, cũng có người yêu rồi à? Thế em đi với anh hợp. Bởi vì lúc nào anh em có thể bốn người ngồi một bàn được. Nhưng mà anh có vợ rồi chứ chưa có người yêu. À. Đúng không? Anh em đi với nhau là quá ok rồi, gì nữa. Thôi rồi, đằng nào em thấy là hình như anh cũng gặp em này trước. Em tên gì nhỉ? Em tên C. C à? Em Z. Thì anh An gặp trước rồi, mình chỉ ra muốn giao lưu với em Z một chút thôi chứ. Em Z. Anh An ấy còn ủng hộ quán em Z một lồi lẩu cơ. Em C. À, em C à? Không phải là em B đâu. Mình thì lỡ ăn phở chỗ nhà bà béo mất rồi nên là... Hôm nay thì anh cũng gặp ông chị mình 4 năm tháng này rồi không gặp nên là... À. Nói chung là cũng gần Tết rồi nên là anh cũng có mua một bao gạo với lại cả một thùng mì tôm về cho đến ăn Tết. À vâng. Cả bố mẹ của em C luôn đấy ạ? Không, mẹ em C thì bán thịt lợn nhiều. À. Nhưng mà từ sau nhá, nếu mà đến... chợ chiến chén thì hy vọng là Yubatan lần này đến quán em C anh. À ok. Để ủng hộ em ý. Thứ tư tuần sau C vẫn bán phở ở đây hả? Quán mình có C dịch tọa độ thì nhớ gửi lại cho anh nhé. Nhớ tí cho anh cái Zalo để có đổi vị trí. Không thì... được đâu. Zalo không được đâu. Có đổi vị trí thì còn gửi lại vị trí cho anh tìm. Chỉ có anh có Zalo chứ anh thấy nhiều lắm. Nói chung là ở chợ chín trắng này thì cái vị trí nhà em C là không hề thay đổi. À. Đấy, do vậy là dù bà than cứ đến đây tìm đến đây thôi chứ đừng có xin Zalo hay à. Số điện thoại của em ấy nhá. Em sợ nhớ dịch vị trí đi giờ Google Map nó chỉ lệch một tí là này, không tìm thấy. Bây giờ em có can đảm thì em có thể cho số điện thoại trên kênh dù bà than. Em có dám sao rồi. Cho luôn đi rồi. Ok các bạn ơi, mình sẽ lấy số của MC nhá và chắc là sẽ giao lưu với MC vào thứ tư tuần sau. Bây giờ thì để cho em còn bán phở đã, đang đông khách rồi. Xin chào hai anh em nhá, hẹn gặp lại nhá. Đấy, gái xinh rồi, phải ăn nước mắm các bạn ạ. Gái xinh rồi để dành cho Luba Thang, còn cái ông bà già để cho anh. Ok. Ăn nước mắm vào là môi đỏ phải không em? Phải không? Anh thấy môi em rất là đẹp luôn đấy. Mẹ mà... em đây là em. Bảo em gọi ba em bảo là anh hỏi cô là cô cho em ăn cái gì mà xinh thế? Ăn cơm mẹ nấu à? Có ăn phở ở chợ đúng không? Cơm là ăn cho khỏe, còn phở là ăn để trang điểm cho đẹp đúng không? Không chê cô gái nữa, cô gái này chắc là cũng ít tuổi đấy, còn đang rất là ngại thôi, để cho em ấy ăn nhá. Chúng ta sẽ di chuyển tiếp nào. Qua khu hàng rau xem là các cô ấy có cái rau cỏ gì ngon không? Cây này là cây tỏi à? Cây tỏi à cô? Dạ, tỏi. Dài thế. Trên này đất nó tốt rồi đấy. Ui, các bạn xem này, cây tỏi cả từ gốc đến ngọn nó phải dài đến 1 mét. Đây ớt chùm, đây ớt quả, đấy ớt bột này. Ôi, đây ớt bột ở đây cũng đẹp lắm này, màu nó tươi rồi. Vừa mua vừa 1 cân ở kia rồi, không thì mua ở đây cho bà. Đây các cái túi gừng, rất nhiều gừng luôn, ớt nhỏ. Ai đấy, bà đã có bát phở ngon nóng rồi, ngon rồi này, có sức bán hàng rồi. Bán hàng cạnh cái chỗ bán phở đấy nên là bị nó mê hoặc lắm các bạn ạ. Kiểu gì kiểu cũng phải làm bát. Ôi, củ mai rừng này,
Nhưng đây là một cái loại khác khác các bạn ạ. Loại này thì màu nó sậm, sậm màu hơn, trông nó già hơn. Loại này thì mình cũng không rõ lắm là cái củ này à, bà chắc không biết tiếng nên chắc mình không hỏi được. Toàn các bà già thôi, không biết các bà đi xuống chợ kiểu gì. Đây ở đây có ít sâm đương quy. Sâm này nhỏ nhỏ thôi. Sâm này thì chắc là mới được khoảng nửa năm mới đến đây thôi. Sâm đương quy trên này là người dân mua về làm thức ăn hàng ngày các bạn ạ, rất là tốt cho sức khỏe. Rau đậu Hà Lan. Ôi bà bán nguyên cái bó lá hành các bạn ạ. Toàn lá không thôi. Có hai quả trứng ngỗng này. Khu bên này bán thịt lợn bản các bạn này. Mưa thì mưa nhưng mà việc ăn thì vẫn phải ăn được các bạn ạ. Đây là mọi người đi chợ mua thịt vẫn đông lắm. Ồ các bạn ơi, bây giờ mọi người mới mang thêm trâu ra các bạn ạ. Mình cứ tưởng là mọi người sẽ không đến chợ nữa cơ, nhưng mà chắc là đường vào nó trơn ấy. Mình thấy nhiều xe bị park delay ấy. Chắc là giờ họ mới chở được trâu đến này. Đó. Bây giờ chắc có được khoảng 20 con rồi. Và có một số anh mang chim ra nữa này. Trời ơi. Mang chim ra ngoài trời mưa này. Sao chim nó hót được nữa. Mình thấy nó giống cái đầu trâu quá. Không biết là có phải không. Zoom kịch rồi, không zoom được nữa rồi. Đây, chú bán các cái đồ chữa bệnh, các cái thuốc chữa bệnh truyền thống ở trên này này. Chữa sỏi thận, dạ dày, tim phổi rất là nhiều. Rất nhiều bài thuốc các bạn ạ. Đau lưng xương khớp này, tê bì chân tay này. Cái này khu quần áo, đông người lắm rồi. Quả cặp đôi này mọi người bảo trước nhiều bệnh lắm. Xin kính chào quý vị và bà con. Đặc biệt là như kiểu là khó có con đấy các bạn. Quý vị và bà con đang gặp các vấn đề như đau đầu, đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau nhức các khớp, tê bì chân tay, là bà con hãy đến tham khảo giá hàng. Tôi còn có bán được mấy cái váy rồi em ơi. Chưa cái nào à? Cô gái bán váy xinh nhất chợ các bạn ạ. Hôm nào đi qua cũng phải vào nhìn cái. Rất nhiều váy đẹp các bạn ơi. Chỗ bán váy này thì không đông bằng cái chỗ bán cái quần áo gọi là cách tân ở ngoài kia các bạn ạ. Khu này thì là đồ truyền thống các bạn. Và nó giá nó khá là cao nên là mọi người cũng mua ít hơn. Chỗ này là thế giới giày các bạn ạ. Các anh bán hàng trên này dùng cái từ đó là siêu thị mặt đất, siêu thị giày. Rất là nhiều giày nhìn mẫu mã bắt mắt lắm nha, đẹp lắm nha. Nhưng mà giá bán cho người dân vùng cao thì chắc là mình nghĩ chắc là giá nó cũng vừa phải thôi. Chỗ này mọi người ăn sáng như là ăn đám cưới luôn. Đông như hội các bạn ạ. Ai không kịp ăn phở ở chợ thì mua phở về nhà ăn đây. Chỉ thiếu nước dùng thôi. Nước dùng về tự chế các bạn. Mưa rồi. Những chiếc điếu dưới mưa.
lặng im dưới mưa. Lạc ở Lạc Giang hả à, bà? Chín rồi à? Cho cháu một túi. Vâng. Vâng, lấy cho bà. Mười nghìn một túi đấy. Quần áo trẻ em 15.000 một cái, một cái 10 lít, một cái 15.000. Mượt qua mượt qua. Chợ giờ cũng tan tan rồi các bạn ạ. Anh em mình cũng sẽ kết thúc video và đi về thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục đi chợ khác để ghi hình cho các bạn xem nha. Xong các bạn có cần mua cái gì ở trên này thì alo cho mình lấy mình gửi cho.